chào tất cả các bạn nha. Thì trong cái video trước mình có nói là mình sẽ chia sẻ cái vấn đề là ấp trứng bu gan đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái video này để chia sẻ cho các bạn biết nha. Thì các bạn thấy nè, đây mình có cái hùng nước, nhỏ. Thì mình ấp, mình tiến hành ấp trong cái này nè các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là cái hùng nước mình nó vừa thôi. Tại vì trứng của mình, trứng ốc thì nó của mình thì nó ít chứ nó không có nhiều như người ta ha. Thì cái này hổng gà nó nở hết một số rồi. Đây, các bạn thấy nè, mình chuẩn bị cái hùng nước, cái hùng hùng mướp. Đây mà mình có cái khay này các bạn, có cái khay, mình đựng trứng ốc vô. Đây, cái khay để trứng ốc. Đây hồng chút xíu mình sẽ phân biệt cái từng loại trứng như mình sẽ các bạn xem ha. Rồi ở đây nè, trong cái này nó nở một số này các bạn. Trong cái hùng á thì các bạn nên bỏ một xíu nước nè, bỏ xuống đổ nước vô đây, đổ một chút xíu nước vô ha. Rồi mình làm cái đồ mà gác ngang như nè, để khi mà mình để cái khay nhựa mình đựng trứng á, cho nó đừng có đụng nước, để cho nó khơi lên mặt nước nha các bạn. Đây mục đích này là gì, thì khi mà cái ốc này nè, trong cái lỗ này nè, nó nở á, khi nó nở ra thì nó sẽ tự lọt, có mấy cái lỗ nhỏ này các bạn thấy không, thì ốc nó nở ra tự nó sẽ tự lọt xuống lỗ này, nó xuống nước luôn. Thì từ khi nó sinh ra thì nó sẽ tiếp xúc môi trường nước luôn, cho nên là lúc đó thì ốc mình nó sẽ khỏe hơn các bạn. Đó là mục đích của việc là để nước ở dưới và để cái khay ốc nó nở ha. Này nó sẽ đạt tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn so với ở bên ngoài. Và biết là như môi trường bên ngoài có nhiều cái con này con kia, và gió mưa đồ nắng rồi mình cũng không có kiểm soát được, cho nên là khi mà nó nở ra rồi thì nước nó ngập mà rồi nó khô chẳng hạn, cho nên là cái môi trường sống nó không có, cho nên là tỷ lệ chết nó nhiều, cho nên là ấp cái này tỷ lệ nó đạt là cao như vậy. Này các bạn thấy nè, ở đây thì nó nở một số con rồi. Đây mấy con nhỏ nhỏ này các bạn, thì là nó đó, mấy con nhỏ nhỏ này là ấp con nó ở đây các bạn. Đây, ôi cận cảnh cho các bạn thấy luôn nè. Đây nó nở, nhỏ xíu nè. Thì các bạn mình nên để bèo, cám như trong đây luôn ha, thì nó tự nở rồi nó rớt xuống là tự năng luôn. Thì này mình chưa có để bèo cám vô để quay cho các bạn xem á, tại vì để bèo vô là nó sẽ xanh cái mặt nước nhưng mình không thấy được ốc nha. Này nó mới chỉ nở trứng nè, này nó mới nở con ổ này thôi. Đây nở ổ này nè các bạn, đây nó nở xong rồi nó sẽ còn cái xác vỏ như thôi đó. Đây nè, cái này thì nó nở chưa có hết nè, được chưa. Đây phần lỗ trứng cho các bạn xem luôn. Thì ở đây á, là nó sẽ có ba lỗ trứng này. Trứng này là cái trứng nó mới nở nè các bạn, nó mới đẻ các bạn. Cái này mình mới lấy hôm qua từ cái dèo ốc bự mà mình quay cho các bạn xem ở video trước á. Đây, cái này nó bị chói nắng nha, nhìn nó không có rõ nha. Đây thì cái này là ốc trứng này nó mới đẻ hôm qua nè các bạn. Đây còn trứng mà các bạn nhìn thấy mà nó trắng như nè, nó trắng nó trong như nè, thì chứng tỏ là ốc này là nó mới đẻ khoảng 2-3 ngày thôi nha, thì nó sẽ còn trắng như nó trong như vậy, được chưa. À, thì đó là trứng mới đẻ khoảng 2-3 ngày, 4-5 ngày thôi. Còn trứng mà các bạn thấy là nó chuyển màu, nó chuyển màu qua màu mà nó hơi đen đen như nè, trứng mà nó chuyển màu qua cái màu đen rồi, màu xám cho đó mà, thì cái màu này là nó sẽ chuẩn bị đẻ, nó chuẩn bị nở nè. Thì nên cái trứng này là nó khoảng cỡ 10 ngày, 11, 12 ngày nè, cho nên là nó sẽ có màu sậm lại, màu đen. Rồi cái trứng là nó gần nở đó các bạn, cái trứng là nó gần nở đó, là mình gờ vô nó sẽ mịn giống như cái trứng này nè, gờ vô giống như là cái miếng rau câu mình ăn vậy đó. Đây nó mềm nè, phải không, mình bóp nhẹ nhẹ nè, bạn thấy nó đen rồi nó mềm rồi. Thì khi mà nó qua cái giai đoạn này nó sẽ chóc cái lớp vỏ nó ra, thì nó sẽ hình ra cái trứng này nè. Này mình dở nó không được như vậy, tại vì nó mềm quá nó sắp nở rồi. Đây nè, trứng này
Đây các bạn thấy nè, đụng vô nó mềm nè, giống như cái miếng dâu câu y chang không nè, đây y chang luôn đó. Thì cái này là nó sắp nở, mình thấy cái con trong đây luôn nha các bạn, mình thấy con ốc trong đây luôn nè, nó đang chuyển động luôn các bạn thấy không, nó sắp chuẩn bị nở rồi. Nó dần bể cái đó ra là nó nở đó. Rồi đó là những cái trứng ốc mà mình phân loại cho các bạn biết ha. Thì mấy cái trứng này mình chỉ nhặt ở ngoài vườn thôi. Đây, mình sẽ để như đây. Đó thì cái quá trình ấp và cái kỹ thuật ấp thì nó đơn giản vậy thôi bạn, chứ không có gì mà khó hết ha. Thì chuẩn bị một cái hùng mướp của mình, rồi mình để nước ở dưới, giờ mình gác cái cây ngang ở trên nè. Đây, chú ý là không được để cho cái cây nó chạm nước như vậy nha. Đây, để cho nó cao lên khoảng như này để tránh cái việc là ốc, trứng ốc mình nó bị ướt, ướt là nó không có nở được như vậy, nó nông nước vô là nó hư luôn á, trứng ốc á. Rồi chỉ cần lấy khay hoặc là cái gì cũng được, có cái lỗ hoặc cái cây gỗ cũng được đó. Mình có cái lỗ nhỏ như nè, cho ốc mà nó nở rồi thì nó lọt, tự nó lọt xuống dưới luôn nha. Rồi đó là cái cách để mình ấp trứng ốc. Giờ mình chú ý nè, khi mà mình ấp á, mình đậy, có thể là đậy cái nắp lại, đậy cái nắp hùng mướp lại luôn. Còn nếu như bạn không có nắp á, các bạn lấy miếng giấy he á, giấy he mình chùm lên, chùm lên rồi khoảng một ngày mình lấy cái chai nước mình phun sương á, mình xịt sơ qua là tránh là trường hợp mình xịt ướt đẫm luôn nha, chỉ xịt nó sơ cho nó giữ độ ẩm cho ngốc thôi, cho cái trứng ốc thôi, đừng có xịt quá, xịt quá nó ướt quá nó cũng hư ốc hết, hư trứng hết nha. Nhiệt độ phải đảm bảo cho nó ẩm. Ở này mình chỉ cần đậy chỉ ẩm lại, mình để vô cái chỗ mà nó mát rồi thì hơi nước dưới nó bốc lên là nó sẽ giữ ẩm luôn, thì độ ẩm nó tự nhiên luôn, mình khẩu lên xịt nước cũng được nên. Đó là hai cách để mình ấp cho cái trứng ốc này nó đạt tỷ lệ cao hơn. Và thông thường thì mỗi một trứng ốc á, cái quá trình mà nó nở á, là nó khoảng là 15-16 ngày nha. Từ khi mà nó mới đẻ này, đây giống như là cái trứng này nè, mới nở nè, mới đẻ ra hôm qua nè, thì tới ngày 15-16 ngày sau, khoảng 2 tuần lễ á, là nó sẽ tự động nó sẽ nở giống như là cái trứng này nha. Và một trứng nó nở nha các bạn, thấy nó nhiều chứ không ít như vậy, một trứng nó khoảng mấy trăm con á, trứng bự nha. Còn trứng nhỏ nó khoảng là mấy chục con đến 100 con là bình thường đó. Thì là mình khuyên các bạn khi mà mình thấy mình nuôi trong cái mưu vườn của mình, hoặc là trong cái dèo của hoặc là trong cái bể bạc á, mà mình thấy trứng mà nó mới đẻ như nè, nó đẻ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ là mình lấy vô được rồi. Bởi vì nửa tiếng là trứng nó sẽ khô, khi nó mới đẻ nó ướt, mà khoảng nửa tiếng là nó sẽ khô, trứng ốc là giống vậy. Đây nó khô nha, nó khô trứng này nè, thì mình chỉ lượm vô thôi, thì mình đã vô khang vậy luôn, bảo quản vậy luôn để mình đậy lại cho giữ độ ẩm nó nở luôn. Rồi mình tránh trường hợp là mình để quá lâu ở ngoài, dù mình thấy nó đẻ khoảng, thấy nó đẻ rồi mình sợ nó mới đẻ mình đụng vô nó hư, mình không dám lấy vô thì đó nó cũng không tốt. Bởi vì mình lấy vô nó cứng rồi mình lấy vô bình thường, mình để ngoài là nó ảnh hưởng môi trường tự nhiên, mưa nó bất thường hoặc là nắng hoặc là con này con kia rồi á, nó ăn các bạn, cho nên là sẽ hư và tỷ lệ đạt nó không có cao. Ví dụ như là ở ngoài mình nó nở đều hết đi thì cá hoặc là con này con kia nó ăn cái ốc mình nhỏ mình cũng hết nha. Cho nên là mình chú ý cái chỗ đó, mình bảo quản và cẩn thận. Thì nuôi ốc này nó cũng không có khó, mình chỉ cần để đầu tư về cái trang thiết bị này, ví dụ như hùng mướp nào và mấy cái dèo lưới vậy thôi nha. Còn nếu như em muốn nuôi bể bạc thì có mấy cái tấm bạc nếu mình dựng lên vậy thôi, chứ nó cũng không có gì khó. Giờ các bạn thấy là nuôi bể bạc thì mình thấy là sao nuôi phổ biến đó. Nhưng mà tỷ lệ đạt thì mình thấy là hình như nó không có cao hơn nha các bạn. Nên là không phải là mình chê mình khen cái gì mà mình thấy cái kinh nghiệm mình thấy vậy thôi. Thì nó khó khăn ở chỗ là mình phải thay nước thường xuyên, và cái hai nữa là nó cái môi trường nó không giống như ở ngoài, không giống như ở ngoài mương vườn, giống như là cái hai cái dèo mình quay cho các bạn xem mấy video trước á.
nó không giống vậy, cho nên là cái môi trường sống của con ốc nó khó, nó bị thay đổi bất thường các bạn. Bởi vì khi mà mình bắt vô ngoài, bắt vô rồi thì nó sẽ thay đổi môi trường đột ngột, cho nên nhiều con nó yếu như vậy nó sẽ chết. Cho nên ở xóm của mình thì có một cái chú kia, chú cũng nuôi nữa, mà chú nuôi trong cái bạc, và cái tỷ lệ nó sống thì nó ít lắm, nó lớn chút xíu là nó chết rồi. Không biết lý do là tại sao mà mình thấy là chú hả lục bình hoặc là gâu mát các bạn, thì nó nhiều quá. Mình nghĩ là thì mình cũng bị lần rồi cho nên mình biết, mình thả lục bình nhiều quá là nó sẽ chết, nó dễ chết. Không biết cái rễ lục bình nó ra cái bị phèn cái gì các bạn, mà đất phèn nước phèn thì ốc này nó không có chịu đâu, độ chua độ pH nhiều quá nó không chịu, cho nên là nó chết. Mình cũng bị một lần rồi, cho nên là mình thấy các bạn thấy cái video trước là trong cái về mình để ít lục bình một vài bụi ra chứ không có nhiều ha. Rồi sau khi mà mình chuẩn bị xong cái dụng cụ này, mình để các bạn để giống như chai như mình vậy, rồi mình chỉ cần đẩy nắp lên để ra, và mình để những cái nơi mà nó hóng mát các bạn, ví dụ như là cái sàn nước nè, để ở nhà nha, để ở ngoài sợ mấy con này con kia nó làm hư, rồi mình chỉ cần để đó thôi, giữ ẩm cho cái hùng mình được. Rồi khoảng 2-3 ngày mình dỡ cho mình thăm, mình coi chừng như đó, coi nó nở chưa vậy thôi, chứ không có gì khó hết. Rồi khi tới mà nó nở thì mình sẽ thả ra mấy cái dèo bự, nghe mấy cái dèo mà nó ươm ấp con à, mà mình có chia sẻ ở cái video trước đó. Thì để biết cái quy trình cụ thể thì mình sẽ có thời gian mình sẽ làm thêm một cái video nữa để nói rõ hơn về cái quy trình từ cái việc là lấy trứng ốc rồi vô ấp, rồi khi nó nở rồi mình sẽ đem ra cái dèo ở ngoài để mà mình giữ lại, rồi mình sẽ nuôi ốc bự như thế nào luôn nha. Mình sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn, này mình không có giấu giếm gì hết, này mình cũng mới tập tành, mình mới nuôi thôi, mình cũng kiếm thêm vậy thôi, chứ mình cũng không có tài giỏi gì đâu. Cho nên là các bạn có ý kiến hoặc là có những cái kinh nghiệm nào mà nó hay hơn thì mình comment ở bên dưới video để mình chia sẻ, như là mình học hỏi lẫn nhau để cho mình tốt hơn các bạn. Thì tới đây thì video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn. Ở video sau mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay có ý nghĩa thì các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh giúp mình ha, để các bạn nhận được những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của mình.